Xin chào tất cả quý vị nhé, mời quý vị đến với phần tiếp theo của lễ giải hạn nhé. Ở Khuổi Hóc, Thiện Thuật Bình Gia, Lạng Sơn của thầy Thiên Hoa. Thiên Hoa là thầy đang mặc áo đỏ lên, nhưng mà bởi vì Thiên Hoa chưa được cấp sắc nên là phải mời sư phụ là Thiên Lượng đang cầm đàn hát này đi làm lễ quý vị. Và vừa làm lễ vừa dạy cho các đệ tử luôn. Còn bên phải là Then Mới, cũng là đệ tử của Then Lường nhận đi để học nha quý vị. Quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nhé, và bấm chia sẻ cho mọi người xem nhé. Bây giờ sẽ là phần mẹ sinh xuống khám lễ nha quý vị nhé. Con mới được vườn hương vườn thịt cho mẹ nào. Mắt tôi khỏi vườn hương mắn luôn.
Bây giờ mới là người máu mà.
Sao cái mắt cứ léo la léo liếc thế này nhỉ? Người chưa máu thôi. Ừ, những người máu mà không phải là máu đâu, người máu. À. Cái này nhìn trai à? Nó ngắm trai. Không được nhìn trai đâu nhá, ở nhà chung nhà cho mẹ đấy. Không, không nhìn trai đâu. Không biết cán trai đâu mà cả ở nhà chung nhà thôi. Mẹ đâu nhỉ? To lắm nhỉ? Con lợn béo. Con lợn này béo. Đồ lợn cho mẹ nha. Ôi giời, con này lười lắm nhỉ? Nhưng mà nặng nặng lắm. Đó, ngồi đâu? Con lười á chưa? Con lười nặng xuống ngay đó. Nó lười lắm nhỉ? Con lợn nặng lắm, không thôi ngồi đâu. Cung tên mẹ mẹ à? Đó. Mẹ lấy về mẹ bắn cá, bắn chim nhá, mẹ không bắn các con nữa nhá. Vâng. Không bắn con của mẹ nữa không? Để cho mẹ bắn chim thôi. Mẹ bắn cá. Cho mẹ bắn chim. Rồi nhớ không, nhà tao gom đầy đủ hết nhỉ. Có chứ. Chết đắng nhỉ. Con gà đây à? Bé lắm nhỉ? Sao không kêu nhỉ? Con gì lắm? Con này con gà gì? Sao lại kêu gì nhỉ? Gà bé mà thì kêu gà bé. Ban lộc ban bổng cho con của mẹ nhá. Đây, nhiều con lắm. Ban lộc ban bổng cho con của mẹ nhá. Hàng xóm thèm lắm nhỉ? Thèm mà, thèm lắm. Thèm lắm, thèm lắm. Thèm lắm, thèm lắm. Con ăn nên làm da nhá. Con gà làm da có được lộc đồng tài được tài. Làm sẵn con. Mẹ không biết. Chị bảo. Con còn... Cho thế được rồi, con bằng này mẹ phải cầm về chứ. Hàng xóm thèm lắm nhỉ? Xem chung rượu của mẹ đâu nào. Sao chung rượu không đầy thế này nhỉ? Hàng xóm trộm à? Không ai trộm rượu đâu. Mua về mà. Thế mà xem chung rượu chỗ có phải rượu thật không nào? Đồng chí đấy. Phải không? Đấy là rượu thường hàng đấy. Phải thật tôi nhỉ. Ban lộc ban bổng cho con của mẹ nhá. Ban lộc. Con ăn nên làm ra. Rồi con xin nhá. Uống hết đi. Uống rượu con say đấy. Nên rượu hay quen. Nên rượu không quen. Chết vì na là mày nó lâu quá. Thế nhà con xây đẹp như này thợ ở đâu về làm? Thợ Hà Nội đấy. Về hết chưa hay vẫn ở đây? Về rồi. Về rồi. Giả hết tiền rồi ạ. Được chưa, giả mẹ phạt nhá. Giả hết rồi. Giả hết mới về. Ban lộng ban bổng cho hàng xóm nè. Xóm nha. Bệnh tiêu tan nha. Chờ lâu lắm rồi đây. Mẹ cái cốc phải hẹt cưng cốc cưng cốc. Nhìn anh ơi, nó cái chọt ấy. Cho đây cho hàng xóm quay phim kia đó. Ừ. Hàng xóm chạy rồi. Hàng xóm chạy rồi. Hàng xóm, hàng xóm bên đông lắm. Hàng xóm bên này đông lắm. Hàng xóm đông lắm. Hàng xóm đông lắm. Ban bổng cho hàng xóm nào. Làm ra vào lộc 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 tài được tài nhá. Làm mơ. Thôi mẹ không cho nữa đâu, mẹ cầm về rồi. Cho hết đấy. Cho hết đấy. Thấy chưa? Hết liền chưa? Ít rồi, cho ít rồi, cho hết đấy. Thấy chưa, hàng xóm nhịn hết chưa? Cho ít thôi. Cho ít thôi, cho ít. Hàng xóm nhịn được về. Hôm nay mẹ chắc rồi mẹ hội lại nha. Chắc rồi mẹ hội lại nha. Mày tặng người tài phú.
vườn hương vườn tiểu cho mẹ nào. Dạ. Đẹp lắm nhỉ.
đông đấy. Hàng xóm này biết lắm nhỉ. Biết chứ. Con ngựa vàng và ngựa hồng hàng xóm biết lắm nhỉ. Khỏe lắm. Con ngựa này thi ác lắm. Lắm nhỉ. Ăn mười chắc. Bảo mày. Leo ấy. Leo ấy. Ăn thử máy. Vàng bạc quần áo đầy đủ nhỉ. Sao cái nhà này lại tối này nhỉ? Nhà đang tiết kiệm điện. Nhà gì mà có cực quá bên trong này. Ông đi sang ở đèn ông chỉ. Nhà phải có quà có cùng có nhớ nhá. Vừa mới xây à? Vừa mới xây xong, chưa kịp vào ở, đang vào ở. Kịp vậy. Tối lắm nhỉ. Nhà đẹp kiểu tối lắm nhỉ. Đang tiết kiệm điện mà. Chưa kịp lắp điện. Nàng hồ này tay chân này méo mó này nhỉ. Nó tay chân này méo mó này. Đứng không cứng chưa? Máy không chả cả. Buồn ngủ à? Ồ nhỉ. Nó hầu hạ máy mày. Đen. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 20 tuổi. 20 tuổi à? Chả thấy ngực chả thấy mông ở đâu nhỉ? Ngực to lắm ấy. Mắt đẹp sao cứ liếu la liếu liếc cái này, môi đỏ chót nhỉ? Lông mày lá liếu nữa cơ à? Không hiểu đâu nè. Không có mà nhìn trai đâu nhá. Không mà đi đắn trai đâu, ở nhà chung nhà với mẹ đấy. Trai đâu? Con châu bò nó được gà đầy đủ hết nhỉ? Có đầy đủ chứ. Con lợn này nuôi béo lắm, con ngựa không có to. À, được thế nhỉ? Ừ, con lợn cho mẹ nhá. Con này lấy ở đâu đấy? Mua ở đâu ấy? Con này lấy ở nuôi ấy. Con này lấy ở Trung Quốc ấy. Lắm nhỉ? Ngựa Hồng Kông ấy. Châu bò lợn gà đầy đủ nhỉ? Bán đồ cao cấp cho mẹ thế này, các con ăn nên làm ra. Đây là để mẹ mang về bắn chim bắn cá, mẹ không bắn các con nữa nhá. Nhắc ít. Con của mẹ đâu nào? Con của mẹ đâu nào? Chả hết dạ đâu gì nhỉ? Ăn độc ban bổng cho con của mẹ nhá. Ăn độc ban bổng cho con ăn nên làm ra con lộc lộc đồ tài được tài. Ăn nên làm ra buôn may bán đắt nhá. Thôi cho thế thôi, mẹ thèm cầm về, không cho hết được đâu. Hàng xóm cũng thèm lắm nhỉ. Thèm lắm. Mang về thôi. Cho một tí thôi. Mang về chứ. Cho con nhiều tí. Chút rượu của mẹ đâu. Đây à. Đầy lắm nhỉ. Đầy chứ. Xem có rượu thật hay rượu giả không. Alo, chào con ba lắm mẹ lo. Rượu cho mẹ toàn rượu đồng chí ấy. Nhiều tí. Này ban độc ban cho con của mẹ nhá. Hàng xóm này vô duyên lắm nhỉ. Nặng quá đủ. Xếp con lợn lên đi để mẹ còn mầm về chứ. Ban độc ban bổng cho con của mẹ nhá. Con ngựa lười lắm. Lộc ban bổng cho hàng xóm. Xóm này vô duyên lắm, số ba đâu. Hay quá. Mày quá, mày quá, chốn được một phen.
mày nha, buôn mày bán bắp nha, lục tài được tài nha. Mẹ cầm về rồi. Ô, hai hàng chó mày nhìn thấy rồi. Trời ơi. Cầm về thôi, không chia chưa là hết đấy. Chờ mãi năm nay xuống mới có lễ. Các con sắm cho mẹ thế này. Vâng đi chị ạ, xuống hết không được. Sắp lễ nha. Cảm ơn quý vị đã đón xem nha. Quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nha. Và bấm chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Bây giờ là các thầy sẽ panel. Bay nòn là đi đâu ấy thầy? Bay nòn là đi ngủ. Đi chơi. Đùa. Bay nòn.